các bạn. Cuốn sách tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cuốn Chìa khóa văn năng. Đây là một trong những cuốn sách mà hay được sử dụng nhất trong diện chẩn, và rất nhiều người thầy đã sử dụng cuốn sách này trong cái công việc hàng ngày để chữa cho bệnh nhân. Cuốn sách được trình bày rất là rõ ràng và sắp xếp theo alphabet và theo các tên vần bệnh. Ví dụ vần A là an thần, amidan, an kém, an không tiêu. Từ ở trong này có rất là nhiều dãy huyệt khác nhau. Thì có người hỏi mình là ví dụ amidan này, phác đồ chữa amidan nó có ba cái dòng như này, thì biết dùng cái dòng nào? Thì mình nói rằng biết dùng phác đồ nào thì mình nói rằng có thể chọn một trong ba phác đồ. Có nhiều ông thầy thì bấm cả ba phác đồ thì cũng được không sao, nhưng mà theo mình chỉ chọn một trong những phác đồ này thôi, một trong ba phác đồ. Hoặc là người A mình bấm phác đồ 1, người B bấm phác đồ 2, người C bấm phác đồ 3. Hoặc là hôm nay mình đợt này mình bấm phác đồ này, đợt sau mình bấm phác đồ này, để mình phân định được phác đồ nào nó hiệu quả hơn phác đồ nào. Thì cái đấy mình phải làm thực tế thì mình mới biết được. Đó, trong này trình bày rất là nhiều phác đồ khác nhau ở đây. Rất là nhiều thứ. Tóm lại là cái quyển sách này tuy nó mỏng nhưng mà có gần như là khái quát tất cả những cái phác đồ mà chúng ta hay dùng hàng ngày, lẹo mắt này, liệt dương này, liệt mặt này, lãi này, vân vân, rất nhiều ở đây. Và cũng có hình huyệt ở đây nữa. Hầu như ai cũng có cái cuốn sách này, cuốn sách thực hành này, rối loạn nhịp tim này, rối loạn tiêu hóa này, run tay này, tảo tinh này, tắc tia sữa, tay đau này, vân vân và vân vân. Đó, sau này thầy trình bày rất là nhiều phác đồ mà mình có thể ứng dụng chọn một trong những phác đồ đấy. Để cuốn sách này cũng là cuốn sách mà thầy Nguyễn Đăng Kỳ cũng hay sử dụng trong công tác hàng ngày để chữa cho bệnh nhân. Thôi ở đây còn có những cái mẹo cách hướng dẫn sinh hoạt các thứ mà thầy hướng dẫn ở đây nữa. Ở cuối mục lục này thầy có sắp xếp thành các phác đồ. Thì mình có thể tra cứu ở đây trước, mình xem bệnh mình ở cái trang bao nhiêu. Sau đó mình mở đến trang đấy để mình bấm. Đấy, được sắp xếp theo cái alphabet, rất là dễ tra cứu, dễ làm. Đó. Thì cái cuốn này được đặt tên là Chìa khóa vạn năng. Thì ý đồ của những người mà viết cái cuốn sách này, ví là cuốn sách diện chẩn ấy, nó như một cái chìa khóa mà có thể vạn năng, có thể mở được mọi cánh cửa thần kỳ để xóa tan mọi bệnh tật. Chúc các bạn thành công.